Sơn, Kim Sơn xin chào cả nhà mình nha. Hôm nay là ngày 3 tháng 11 năm 2020. Nhà vườn có dọn vườn một số lô. Thì nhà mình xem được cây nào ưng ý ủng hộ nhà vườn nha. Thì Sơn sẽ giao lưu mềm để nhà mình sưu tầm luôn. Rồi sẵn tiện là bên nhà vườn cũng dọn vườn luôn nha mình. Đó. Rồi cây thì tổng hợp rất là nhiều loại cây, gồm có bằng lăng, bùm sụm, sen sản, bạch mai rừng, cẩm thị, linh sam. Thì nhà mình xem được cây nào thì ưng ý ủng hộ Sơn. Rồi tất cả các đơn hàng Sơn giao lưu với nhà mình, Sơn cũng đều xin chích phần trăm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn vào ngày chủ nhật hàng tuần nha. Thì tuần vừa rồi Sơn cũng có trích ra được 3 triệu và cộng với lại 200 ngàn của thầy Minh Quang ở trường Phú Quý 1 ủng hộ cho bên Sơn. Thì Sơn đã chi ra hết 1.500.000 để mà chi ra 1 triệu để giúp đỡ hai học sinh cấp 1, và 500 là Sơn xin trích về chùa, còn Sơn lưu lại là 1.500.000 để cộng với tuần tuần này nữa là được bao nhiêu, là tuần sau Sơn sẽ giúp đỡ cho hai em học sinh cấp 2 của trường Nguyễn Văn Linh nha mình. Rồi mỗi cây Sơn đều có gắn mã số hết, có báo mã số hết. Mã số nào đã giao lưu thì bên Sơn sẽ để trong phần bình luận nha. Thì nhà mình để giúp Sơn. Rồi số điện thoại của Sơn là 0911470409. Số đó cũng là số Zalo và Facebook của Sơn nha. Thì nếu nhà mình không xem được ở trong phần bình luận thì nhà mình ơn cây nào cứ alo cho Sơn, Sơn sẽ kiểm tra và báo lại còn hay đã giao lưu rồi thì nhà mình ủng hộ Sơn nha. Rồi cây đầu tiên của lô này có mã số là 92, là một cây bằng lăng tím lá nhỏ, hàng sống khỏe luôn, 200k bao ship nha mình nha. Mã số 92, 200k bao ship, bằng lăng tím lá nhỏ, cây sống khỏe luôn. Sơn dọn hàng luôn nha mình, dọn vườn luôn. Rồi mã số 92, 200k bao ship. Rồi Sơn xin xuống cây này luôn nha. Cây này có chiều cao tầm 50 nha mình. Rồi Sơn xin xuống cây này luôn. Rồi cây mã số 93. Là một cây bùm sụm bầu rắc rinh. Cây này gồm 3 thân nhưng mà chung cốt nha mình. Cây này Sơn xin giao lưu là nhanh 200k bao ship luôn, hàng bao sống nha mình, yên tâm nha. Bùm sụm hay còn gọi là trà phúc kiếm. Cây này có chiều cao tầm 90 nha mình. Mã số 93, bùm sụm, 200k bao ship. Mã số 93, bùm sụm, 200k bao ship hay còn gọi là trà phúc kiếm. Rồi Sơn xin xuống cây này luôn. Đây là một cụm bùm sụm. Cụm này liền cốt luôn nha mình. Sơn dọn hàng luôn. 200k bao ship nha mình nha. Mã số 94. Đây là một cụm bùm sụm hay còn gọi là trà phúc kiến. Sơn dọn vườn luôn. 200k bao ship, cây này cao là 53. 200k bao ship, Sơn dọn vườn luôn nha. Bùm sụm hay còn gọi là trà phúc kiến. Rồi Sơn xin xuống cây này luôn. Rồi mã số 94, bùm sụm, Sơn dọn vườn. Mã số 95 nha mình, 200k bao ship. Mã số 95, bùm sụm, đây là một cụm liền cốt luôn, hay còn gọi là trà phúc kiến. Cây này cao là 65, Sơn xin giao lưu là 200k bao ship. Cụm liền cốt luôn, gồm có 5 thân lớn nhỏ. Rồi Sơn xin xuống cây này luôn nha. Rồi bùm sụm. Cây này Sơn xin giao lưu. Mã số 96. Sơn xin giao lưu nhanh, dọn hàng 250k bao ship. Cây rất là ok luôn nha mình. Cây này có chiều cao 70. Chiều cao 70 nha mình. Cốt hoành cũng rất là to. Mã số 96, 250k bao ship, bùm sụm hay còn gọi là trà phúc kiến nha mình nha. Cây này rất là duyên luôn.
250k bao ship. Rồi Sơn xin xuống cái này luôn. Mã số 97. Là một cụm bơm sậm liền cốt 200k bao ship nha mình nha. Cụm này có chiều cao 27, 200k bao ship, mã số 97. Cụm liền cốt luôn, hàng mini nha mình. Có bầu đất hiện tại 20 nhân cho 24, 200k bao ship. Bùm sậm hay còn gọi là trà phúc kiến, cụm liền cốt luôn nha mình, 200k bao ship. Rồi Sơn xin xuống cây. Rồi mã số 98. Mã số 98 là một cây sơn liễu dán trật nha mình nha. Rồi mã số 98 là một cây sơn liễu dán trật, sống khỏe luôn nha. Cây này có chiều cao là 85, Sơn xin giao lưu dọn hàng 200k bao ship. Thân 10 nha mình. Rồi sơn liễu mã số 98, 200k bao ship, dọn hàng luôn nha mình, dọn vườn luôn. Rồi Sơn xin xuống cây này luôn. Mã số 98 là một cây sơn liễu dán trật. Cái này về mình làm rủ rất là đẹp nha mình. Nó cứ ra bắt đầu mình làm rủ xuống, rủ luôn, rất là đẹp luôn. Hoặc là mình làm form thiên nhiên, mình cứ đánh tán ra như về thôi. Đó. Bầu đất rin luôn nha mình, 200k bao ship Sơn dọn vườn luôn. Rồi mã số 99 là một cây sơn liễu gồm hai thân. Cái này không chung cốt nha mình. Rồi Sơn xin dọn vườn luôn, 200k bao ship nhà mình ủng hộ Sơn nha. Mã số 99 là một cây sơn liễu gồm hai thân nhưng mà không chung cốt, cùng chung bể đất tự nhiên, cây sống khỏe luôn, 200k bao ship Sơn dọn vườn luôn. Mã số 99 sơn liễu 200k bao ship Sơn dọn vườn nha. Rồi cây kế tiếp là một cây vú bò nha mình. Mã số 100, Sơn xin giao lưu nhanh dọn hàng 350k bao ship. Cây rất là đẹp, trái ăn được luôn nha mình. Mã số 100 là một cây vú bò tàn thiên nhiên, bầu đất rin chắc chắn luôn. Về mình tháo nhẹ cái bọc này ra và mình thêm chất trồng thôi, 50% sơ dừa, 50% còn lại là cát với đất nha mình. Cây này có chiều cao là 60-65, 350k bao ship là một cây vú bò nha mình, trái ăn được luôn, trái ăn rất là ngon. Mã số 100, cây vú bò, bầu đất rin, 350k bao ship, Sơn dọn hàng luôn nha, dọn vườn luôn. Cây này hai thân nhưng mà chung cốt. Rồi mã số 100, Sơn xin xuống cây này luôn nha. Tàn thiên nhiên rất là đẹp, bay qua một bên. Dọn vườn cây sen sản, tàn rin thiên nhiên. Mã số 101. Mã số 101, Sơn dọn hàng luôn nha, dọn vườn luôn. Một cụm sen sản tàn rin thiên nhiên, sống khỏe, 250k bao ship. Cây này có chiều cao là 60 luôn nha mình. Sen sản tàn rin thiên nhiên, cây sống khỏe luôn, Sơn dọn vườn, 250k bao ship. Cái này về mình chỉ cần thêm chất trồng thôi. Sen sản, cây này cao 60. Sen sản tàn rin thiên nhiên, Sơn dọn vườn, 250k bao ship. Rồi Sơn xin xuống cây này luôn nha. Rồi Sơn xin dọn vườn cây kế tiếp. Vườn Sơn thì rộng lắm cho nên là dọn hoài luôn nha mình. Nhà mình theo dõi ủng hộ Sơn nha. Rồi cây mã số 102 Mã số 102 là một cây bạch mai rừng hay còn gọi là thành ngạnh đỏ ngọn, sống khỏe luôn nha. Cây này hai thân nhưng mà chung cốt luôn, nó liền cốt ở đây luôn nha mình. Cây này vừa rồi là Sơn giao lưu là 800, bây giờ Sơn xin giao lưu là 700k bao ship nha mình nha. Hàng sống khỏe luôn. Cây này dáng bonsai rất là đẹp. Cây này có chiều cao 52, có tổng hoành 87, hoành thân bên này 35. Cây này hiện tại có bầu đất 55,
nhân cho 34. Sơn dọn vườn 700k bao ship nha. Mã số 102. 700k bao ship. Bạch mai rừng hay còn gọi là thành ngạnh đón ngọn nha. Mã số 102. Bạch mai rừng hay còn gọi là thành ngạnh đón ngọn. Sơn dọn vườn luôn. 700k bao ship. Rồi sơn xin xuống cái này luôn nha. Rồi mã số 703. Rồi mã số 103. Cái này dán bonsai luôn nha mình. Cái này dán bonsai rất là ok luôn. Là một cây cẩm thụy cốt, hàng bonsai. Cốt hoành là 49. Cây cao là 55. Giá giao lưu cũ là 700, sơn dọn hàng 600k bao ship nha mình. Cây này một cốt rất là đẹp. Cây này mình đánh ra cái form rất là ok luôn. Cứ mình cứ đánh, nói chung là từ đây thôi. Từ đây trở lên mình làm một cái tổng thể như thế này. Qua đây là ok. Đó. Mã số 103 Cẩm Thị. Sơn dọn vườn 600k bao ship. Cây này bầu đất green luôn nha mình. Về mình chỉ cần thêm chất trồng thôi. Nếu có thì mình chỉ xén bớt một ít. Chất trồng gồm có 50% sơ dừa, 50% còn lại là cát với đất nha mình. Và sau đó mình tưới thêm các dòng kích rễ như N3M, Rốt, Atonic để nó kích thích sinh trưởng thêm cho cây nha. Rồi mã số 103, 600k bao ship là một cây cẩm thị nha mình. Rồi sơn xin xuống cái này luôn. Rồi mã số 104. Là một cây cẩm thị tàn rin thiên nhiên. Cây này có chiều cao 35, cốt hoành 20, sơn xin dọn vườn 250k bao ship nha. Tàn rin thiên nhiên luôn. Cẩm thị mã số 104, dọn vườn 250k bao ship. Cẩm thị tàn rin thiên nhiên luôn. Cẩm thị tàn rin thiên nhiên, mã số 104, 250k bao ship. Rồi sơn xin xuống cây này luôn nha. Rồi sơn xin dọn vườn cây kế tiếp. Là một cây cẩm thị hai thân nhưng mà chung cốt. Mã số 105. Rồi cây này có chiều cao 70. Hoành thân lớn nhất 25. Cây này có bầu đất hiện tại là 42, 28. Sơn dọn vườn 350k bao ship cẩm thị nha mình nha. Cây sống khỏe luôn, hai thân nhưng mà chung cốt. Có một thân nhỏ đây nữa. Mã số 105. Mã số 105 là một cụm cẩm thị sống khỏe, sơn dọn vườn 350k bao ship nha mình. Rồi sơn xin giao lưu cây kế tiếp có mã số là 106. Là một cụm vú bò nha mình nha. Cụm này liền cốt luôn, tàn bay thiên nhiên. Cái này về mình chỉ tháo nhị ra và mình thêm chất trồng thôi nha mình. Sơn dọn vườn 500k bao ship nha mình. Mã số 106 là một cụm vú bò tàn thiên nhiên, bay rất là đẹp. Sơn dọn vườn 500k bao ship. Bên sơn có ship thu hộ toàn quốc luôn nha mình. Rồi chiều cao của cây này có chiều cao là 55.
tán rộng là 100. Rồi sơn dọn vườn 500k bao ship nha, mã số 106 vú bò. Rồi mã số 107 là một cây cấm thị tàn riêng thiên nhiên, sơn dọn vườn mã số 107. Sơn dọn vườn luôn 350k bao ship. Cao 60, tán rộng là 80. Sơn xin dọn vườn mã số 107, 350k bao ship, cẩm thị tàn riêng thiên nhiên, sống khỏe luôn nha mình. Tại vì cây nào nó nằm trong cái lô dọn vườn thì nó sẽ khác nha mình. Chứ mà nhà mình đừng có so sánh à cái này rẻ cái kia mắc, là nó không có phải. Tùy theo thôi. Nói chung là một tuần sơn sẽ để dành một ngày hoặc hai ngày gì đó để dọn vườn. Tại vì số lượng người làm thì đông, nhưng mà hàng về thì nhiều, mà mình bên sơn thì cũng không có đất nhiều để cho nên là sơn dọn vườn bớt hòn vốn rồi nha mình. Rồi mã số 107 cẩm thị 350k bao ship. Rồi sơn xin xuống cái này luôn. Rồi mã số 108 rồi mã số 108 là một cây vú bò tàn thiên nhiên, sống khỏe luôn nha mình. Cây này có chiều cao 95, tán rộng là 100. Cây này hai thân nhân chung cốt nha mình, sơn dọn vườn 600k bao ship, vú bò tàn riêng thiên nhiên, cây sống khỏe luôn nha mình. Sơn xin dọn vườn 600k bao ship, mã số 108 vú bò tàn riêng thiên nhiên, cây lắc lượng rất là đẹp, dọn vườn 600k bao ship nha mình. Nhà mình xem ưng ý ủng hộ sơn luôn, trái ăn được luôn nha mình, trái ăn rất là ngon. Mã số 108 vú bò 600k bao ship, sơn dọn vườn nha. Rồi sơn xin xuống cây này luôn. Rồi sơn xin dọn vườn hai cây bùm sụm, mã số là 109. Hai trăm năm mươi k bao ship nha mình nha. Bùm sụm hay còn gọi là trà phúc kiến, tàn riêng thiên nhiên, cây sống khỏe luôn, cây đang có trái ăn luôn nha mình, trái nó ăn rất là ngon. Trái nó ăn na ná như trái sam núi nha mình. Mã số 109, hai cây bùm sụm tàn riêng thiên nhiên, sống khỏe, 250k bao ship. Cây này tàn riêng thiên nhiên rất là đẹp luôn nha mình. Rồi sơn xin xuống hai cây này luôn, mã số 109, lô hai cây bùm sụm tàn riêng thiên nhiên, 250k bao ship. Rồi mã số 110 là một cây vú bò tàn riêng thiên nhiên, bay riêng thiên nhiên, sơn dọn vườn 500k bao ship nha mình. Mã cao 35, tán rộng là 110, mã số là 110 luôn. Sơn dọn vườn 500k bao ship nha mình, vú bò cây bay thiên nhiên, cây sống khỏe luôn nha mình. Về mình chỉ cần tháo cái bầu đất này, tháo cái bọc này ra và mình thêm chất trồng thôi. Mã số 110 vú bò tàn thiên nhiên, 500k bao ship, sơn dọn vườn luôn nha. Rồi sơn xin xuống cây này luôn. Rồi sơn xin dọn hàng tiếp. Cây mã số 111 là một cụm cẩm thị tàn riêng thiên nhiên, cây sống khỏe luôn nha mình. Cây này ba thân nhưng mà chung một cốt, chung một bể đất tự nhiên, không liền cốt nha mình, ba thân không liền cốt. Mã số 111 sơn xin dọn hàng, dọn vườn luôn, 550k bao ship, cẩm thị tàn riêng thiên nhiên, mã số 111 550k bao ship. Cây này gồm có ba thân nhưng không liền cốt nha mình, nhưng cùng chung bể đất tự nhiên luôn. Rồi sơn xin xuống cây này luôn. Cây này có chiều cao 60, tán rộng là 100. Rồi sơn xin xuống cây này luôn.
Rồi mã số 112. Cây này là một cây linh sam rừng Rinh Ninh Thuận nha mình. Có hoành là 23 chỗ sơn đo. Cây cao là 40. Sơ xin dọn vườn 500k bao ship nha. Linh sam rừng Rinh Ninh Thuận. Mã số 112 500k bao ship sơn dọn vườn luôn. Mã số 112 sơn dọn vườn 500k bao ship. Rồi sơn xin xuống cây này luôn. Rồi mã số 113 là một cụm cẩm thị liền cốt luôn nha mình. Có chiều cao là 58. Tổng hoành của hai cái thân lớn này 55. Cây này có bầu đất hiện tại 45 40. Mã số 113 sơn dọn vườn 600k bao ship nha mình. Mã số 113 là một cụm cẩm thị liền cốt, sống khỏe luôn nha mình. 600k bao ship sơn dọn vườn luôn. Rồi sơn xin xuống cái này luôn nha. Thì nhà mình đọc cái tiêu đề là mình biết cái như thế nào rồi, chứ nhà mình đừng có so sánh về những cái cây sau này nha. Nói chung là cái nào nằm trong lô dọn vườn thì nó mềm tí xíu, nhà mình ủng hộ sơn nha. Đó. Rồi sơn xin xuống cái này luôn. Rồi mã số 114 là một cây bạch mai rừng liền cốt luôn nha mình, cây sống khỏe luôn. Chiều cao 70. Cái hoành bên này 28. Có bầu đất hiện tại 42 40. Sơn xin dọn vườn 600k bao ship nha mình. Mã số 114 bạch mai rừng hay còn gọi là thành ngạnh đỏ ngọn nha mình. Bạch mai rừng hay còn gọi là thành ngạnh đỏ ngọn. Mã số 114 sơn dọn vườn 600k bao ship. Rồi sơn xin xuống cái này luôn nha. Rồi mã số 115 sơn xin dọn vườn 800k bao ship luôn nha mình. Cụm là một cây cẩm thị sống khỏe luôn, hàng cốt luôn nha mình, liền cốt luôn. Sơn dọn vườn 800k bao ship. Tổng hoành cụm 106. Hoành của thân lớn này 59. Cây này có chiều cao 48. Có bầu đất hiện tại 56 và 40. Sơn xin dọn vườn 800k bao ship nhà mình ủng hộ sơn nha. Mềm luôn. Mã số 115 cẩm thị hàng cốt sống khỏe luôn, 800k bao ship dọn vườn luôn nha mình. Mã số 115 800k bao ship. Rồi sơn xin xuống cây này luôn. Rồi 116 sơn xin dọn vườn là một cây bạch mai rừng hay còn gọi là thành ngạnh đỏ ngọn, sống khỏe không nha. Cốt rất là to, cốt hoành 63, cốt hoành 63, cây cao là 60, bầu đất hiện tại 40 38. Sơn xin dọn vườn 600k bao ship bạch mai rừng hay còn gọi là thành ngạnh đỏ ngọn, cây cốt rất là to luôn. Sơn dọn vườn 600k bao ship bạch mai rừng bonsai hay còn gọi là thành ngạnh đỏ ngọn nha. Sơn dọn vườn mã số 116 600k bao ship. Rồi cái này cũng đã kết thúc lô. Sơn chân thành cảm ơn nhà mình đã dành thời gian xem tin ủng hộ sơn nha. Nếu có thắc mắc gì thêm, nhà mình liên hệ với sơn theo số điện thoại là 0911470409. Số đó cũng là số Zalo và Facebook của sơn luôn. Và các cây nào sơn đã giao lưu rồi, sơn sẽ để trong phần bình luận nhà mình để giúp sơn nha. Còn nếu không thì nhà mình cứ liên hệ với sơn để sơn kiểm tra và sơn sẽ báo lại cho nhà mình.
Rồi nếu như mình chưa đăng ký kênh thì cho Sơn một lượt đăng ký và nhấn chuông theo dõi để cập nhật những thông tin mới nhất từ bên Sơn nha. Và bên Sơn cũng có một cái kênh do bà xã Sơn quản lý là Bonsai Ngọc Tiến, Tiến nói ở nhà mình. Đó, thì nhà mình mến vợ chồng Sơn thì đăng ký luôn cái kênh của bà xã Sơn nha để cập nhật thêm những thông tin mới nhất từ bên nhà vườn. Rồi Sơn chân thành cảm ơn nhà mình nha.